Đây là mô hình chuối già Nam Mỹ tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Vụ xuân 2023, huyện Tứ Kỳ phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương triển khai mô hình trồng chuối già Nam Mỹ gắn với bao tiêu sản phẩm tại xã Hà Thanh, diện tích 4 hectare theo hình thức canh tác hữu cơ. Hiện chuối sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu bệnh, đã và đang trổ buồng, dự kiến cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Trong khi trồng chuối hữu cơ thì tất cả những cái sản phẩm hoa quả ở trên ngoài thị trường bây giờ thì hầu như cái dư lượng hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như hóa chất đã rất nhiều, thì để bảo vệ sức khỏe cho con người cũng như là cái chất lượng của sản phẩm thì chúng tôi chuyển sang dùng trồng bằng hữu cơ. Theo lãnh đạo huyện ủy Tứ Kỳ, hiện nay theo chủ trương định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban dân tỉnh Hải Dương, huyện Tứ Kỳ đã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao, từ đó làm tiền đề mở rộng trên địa bàn huyện, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện và quan trọng là nâng cao đời sống và thu nhập cho bà con nông dân. Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ chúng tôi thì với quan điểm chỉ đạo của tỉnh và đặc biệt là của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã về đây ấy, thì toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của chúng tôi, tất cả các cái vùng chuyên canh từ sản xuất rau màu, sản xuất cây ăn quả, chuối, thế rồi thì lúa gạo, chăn nuôi thì đều hướng tới là sản xuất hữu cơ. Thế và hiện nay chúng tôi đang có những cái mô hình mà thực sự là hiệu quả, sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì hoàn toàn là không có vướng mắc gì. Hải Dương sẽ đi theo hướng một là sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Và thứ hai là sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Thế thì đối với cái việc mà sản xuất nông nghiệp hữu cơ này, hiện nay ấy, thì để cuối cùng là để nhằm tăng cái giá trị sản phẩm thì tỉnh sẽ có những cái cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Với quan điểm sản xuất nông nghiệp đa tầng đa giá trị, nông nghiệp vị nhân sinh cùng những tiềm năng lợi thế của Tứ Kỳ, Hải Dương xác định đặt sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch lên hàng đầu để cung cấp ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, có giá trị. Hy vọng trong thời gian tới, sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ đạt được những kết quả tốt hơn với sự tham gia đồng tình của người dân.